Chị Tâm. Ô Dương, ngồi đây tí. Lâu lắm rồi không gặp, dạo này chị thế nào? Ui giời, thế nào cái gì, đang chán hết cả đời đây này. Máy với móc tậm tịt, chị đang làm dở tự nhiên nó đơ. Mà chị làm gần xong rồi chứ, điên hết cả người. 2019 rồi chị ơi, mua MacBook đi. Khiếp, chị làm gì có tiền, nghe MacBook đã thấy đắt rồi ấy. Ui chị nhầm, em mới mua con MacBook này chưa đến 20 triệu. Đâu đấy chị xem thích nào. Cực kỳ luôn ấy. Dùng sướng không? À, lần trước em có mua con máy này ở Mac One, hình như là bây giờ có chương trình giảm giá cho học sinh sinh viên hay sao ấy. Nhưng mà em không nhớ là giảm đến bao giờ đâu. Xem lại đi xem ngày giờ cụ thể thế nào, hay là mày dẫn chị qua luôn chứ tuần sau là chị thuyết trình rồi đây này mà chả có máy này thì chết thôi ấy. Đây này chị này, giảm giá từ mùng 5 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 chỉ cho học sinh sinh viên thôi. Chị có thẻ sinh viên đúng không? Ok, bây giờ đi qua luôn. Ok, vừa rồi là clip mà chúng mình muốn giới thiệu cho các bạn về những ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và học sinh trong mùa tự trường này tại Mac One. Ngay cạnh mình đây là chị Hoàng Tâm đến với chúng ta từ Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Tâm. Ngày hôm nay thì Dương có mời mình đến đây để cùng với Dương đánh giá chi tiết về con máy MacBook mà mình đã sử dụng được một thời gian cho các bạn. Với tư cách là một sinh viên sử dụng MacBook trên giảng đường thì ngày hôm nay mình ngồi đây với vai trò như vậy để cùng Dương giới thiệu với các bạn về MacBook có vai trò như thế nào ở trên giảng đường nhá. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Mac One số 1 về Mac. Ok, đầu tiên là về thiết kế đi. Con gái thì đưa bằng mắt mà. Tại sao chị lựa chọn cái hình dáng của chiếc MacBook Air này? Cái thời điểm mà mình quyết định mua MacBook Air này á, là cái thời điểm mình cảm thấy MacBook Air so với những cái dòng khác nó rất là mỏng nhẹ. Và cái thiết kế của nó thì nhìn nó mềm mại hơn tất cả những cái dòng khác. Vì thế nên là chỉ cần nhìn một phát thôi là mình đã thích luôn cái dòng MacBook Air này rồi. Thậm chí hơn nữa, khi mà mình quyết định mua thì họ có tư vấn cho mình là với cái nhu cầu sử dụng của mình thì mình chỉ cần sử dụng dòng MacBook Air này là đã đủ và phù hợp rồi. Về thiết kế thì chỉ hơn 1 cân thì chị mang lên giảng đường cũng rất là nhẹ đúng không? Thực ra trong thời gian đi học ấy thì mình chỉ cần đúc ở trong một cái túi túi chống sốc nhỏ thôi và cho vào ba lô, thế là mình đã có thể mang đi học. Và cảm giác ba lô nó không nặng lên là mấy so với cái số sách vở mà mình mang đi học, vì thế nên là di chuyển rất là dễ dàng. Hoặc là khi nào mà mình có ít sách vở thì mình chỉ cần đựng vào một cái túi chống sốc, sau đó là cầm đi lên trên giảng đường, thế thôi. Chứ nó cũng không mất quá nhiều diện tích cũng như là cân nặng với cái ba lô của mình. Vì rất là tiện đúng không? Chị cảm thấy rất là tiện. Thế thì chị có thường mang theo sạc không? Vì em thấy nhiều bạn dùng laptop nhá. Sạc. Có những hôm mà bọn em lên giảng đường này, tranh nhau một cái ổ điện chỉ vì sạc MacBook thôi, hoặc sạc laptop nói chung nhá. Thực ra với cái dòng MacBook Air này mình cực kỳ thích một điểm, đó chính là pin của nó rất là khỏe. Thế còn những cái ứng dụng mà phần mềm mà chị sử dụng trên MacBook khi mà mình học tập là gì? Nói thật với các bạn, từ khi mà mua MacBook về thì mình sử dụng những cái nhu cầu rất là cơ bản thôi. Ví dụ như là Facebook. Để phục vụ cho việc học và làm việc của mình thì mình sử dụng Word, Excel và PowerPoint là chủ yếu. Chủ yếu thì mình dùng Word và PowerPoint là nhiều. Tuy nhiên thì để ngoài những lúc mà đi học á, hoặc là làm việc á, thì mình có sử dụng thêm web, Chrome, Safari, YouTube. Facebook, YouTube. Xem bản thân không? YouTube, ok. Thì đó là những cái nhu cầu thường ngày của mình, thế thôi. Chứ mình cũng không có sử dụng gì quá cao siêu cả. Thế thì chiếc Mac Air này vẫn đáp ứng tốt được những nhu cầu của chị một cách là mượt mà đúng không? Mình thấy MacBook Air này quá là ok với những cái nhu cầu đó của mình á. Và mình cảm thấy chất lượng nhất là pin. Chị có thường hay xem phim ở trên con Mac này không? Xem bằng pin. Chị cũng hay xem phim những lúc mà rảnh ấy, hoặc là xem với bạn bè ở trên con MacBook Air này luôn này. Thế màn hình thì chị thấy thế nào? Thật ra mà nói ấy, màn hình của MacBook Air 2017 này thì nó thực sự là chưa đẹp bằng những con Mac Pro cũng như là hay là Mac 12 inch. Thế nhưng mà với chị thì với cái nhu cầu của chị thì chị cảm thấy là màn hình như thế này đã quá là ok với cái nhu cầu sử dụng của chị rồi. Mà thật ra mà nói thì màn hình này nó chỉ chưa đẹp bằng
Pro hay 12 inch thôi, chứ thực ra nó đẹp hơn rất nhiều những cái con laptop Windows mà nó dỗ hơn rất là nhiều. Vì thế nên là chị thấy màn hình như này là chị ok. Thực sự là rất là chính xác đấy các bạn ạ. Chỉ khi mà mình đặt hai cạnh hai cái con máy này cạnh nhau thì chúng ta mới có thể so sánh được hai cái màn hình thôi. Còn các bạn dùng đơn lẻ một chiếc máy ấy, thì các bạn cũng không thể có sự nhận biết quá nhiều về màu sắc hay hình ảnh đâu, khi mà mình không sử dụng thường xuyên giữa hai con máy này. Đúng. Ơi nhưng mà em dùng cái con Pro này thì em có thấy đúng là màn hình nó như thế không? Sự khác biệt khá là lớn đấy, bởi vì là em dùng khá là quen con MacBook Pro này rồi, cho nên là dùng sang nhìn sang cái màn hình con E thì thực sự là cũng không được ưng cho lắm. Bởi vì là cái màn hình Retina 2K trên Mac Pro rất là nét các bạn ạ. Khi mà mình đi chụp ảnh sống ảo về ấy, thì chúng mình có zoom lên cận cảnh cận mặt thì rõ từng cái lỗ chân lông hay là lỗ mụn luôn. Thực ra con E này của chị thì zoom lên thì cũng vẫn dễ thấy thôi, nhưng mà vấn đề là cũng hơi mờ một tí, mà chính ra mờ như thế thì lại xinh. Thế cho nên là chị cũng vẫn khá ưng cái màn hình này. Chị em rất là ủng hộ cái việc mà nhìn mờ mờ ảo ảo sương sương đúng không? Sương sương. Nhưng mà thế nhưng mà cái con Pro của em ấy, ngoài những cái dùng Word, Excel các thứ như máy của chị ấy, thì có cái gì mà sao chị thấy nó đắt hơn nhiều á? Nó đắt hơn bởi vì nó là Pro thôi. Em chưa định thế thôi, nhưng mà khi mà dùng cái MacBook Pro này ấy, thì hiệu năng của nó rất là tốt. Mình có thể lập trình này, chỉnh sửa ảnh hoặc là edit video. Khi mà em học báo chí ấy, một số bọn em phải dựng một cái số cái phóng sự ngắn thì bọn em phải dùng MacBook Pro. Vì là dùng Mac Air này thứ nhất là cái màn hình nó không được chân thực như Mac Pro. Thì khi mà in ra, in poster hay là những cái khác thì nó sẽ không được đúng màu ấy. Thì bắt buộc bọn em phải dùng MacBook Pro. Các bạn mà thực sự nhu cầu không cần nhiều để sử dụng Mac Pro thì các bạn có thể tham khảo sang Mac Air. Vì mình thấy Mac Air nếu mà các bạn chỉ Photoshop nhẹ nhàng thôi thì nó vẫn đáp ứng rất là tốt. Nhưng mà còn dòng Pro nào mà nó giá nó mềm hơn một chút không? Bởi vì là sinh viên mà cũng không có nhiều tiền. Hạ nhiệt hơn một chút thì các bạn có thể tham khảo sang MacBook Pro 2015. Hiện tại thì nó line new nó đâu đó tầm vào 20 triệu. Thì thực ra con máy đấy thì nó cũng không có khác biệt nhiều so với máy của em, bởi vì nó chỉ mang một cái thiết kế như của chị này, quả táo và phát sáng này. Nó vẫn có màn hình Retina 2K cho các bạn để lập trình hay là chỉnh sửa nhé. Mà nó chỉ hơn con này của chị có đâu 2-3 triệu. 2-3 triệu thôi nhỉ. Thế nhưng mà chị thấy con Pro 2010 bao nhiêu em vừa nói, 2015 thì cũng ok đấy chứ nhỉ. Nếu bạn nào mà có điều kiện hơn một chút thì mua con Pro 2016-2017 này thì cũng ok nhỉ. Gì không? Nhược điểm thì cũng có một số nhược điểm đấy. Bởi vì cái đầu tiên này mà em muốn nói đến với các bạn là về phần bàn phím. MacBook Pro thế thì mới thì được Apple người ta trang bị cái bàn phím cánh bướm. Thì khi mà mình gõ nó không được độ nảy. Khác gần với như bàn phím của chị đúng không? Đúng rồi, gần như cái hành trình phím nó không có một tí nào cả. Thì nó sẽ thiết kế máy nó sẽ mỏng hơn. Tiếp theo nữa là về phần thời lượng pin. Như Mac Air ngày xưa mình cũng đang sử dụng một chiếc Mac Air thì mình dùng được một ngày. Sang Pro thì mình chỉ dùng được tầm 5 đến 5 tiếng hơn một chút thôi. Thế là một buổi trong một ngày rồi. Em đã phải cầm sạc đi rồi, không được thoải mái hơn như chị. Tiếp theo nữa ấy, là về cổng chuyển đổi. Khi mà các bạn chấp nhận dùng Mac Pro đời mới, ý mình nói là từ 2016 trở lên nhé, thì các bạn phải mua ra cổng đổi. Ví dụ là chị em mình hay thuyết trình ở trên lớp đúng không? Thường thì chị sẽ dùng chuyển sang VGA và HDMI, cũng như là những cái cổng USB-C này. Thì USB đúng không? USB thì chị cũng thấy tiện lắm, không có vấn đề gì đâu. Trên Mac mới thì chỉ còn lại duy nhất hai cổng Type-C mà thôi. Cho nên là kể cả em muốn ra USB hay là thẻ nhớ các thứ thì đều phải ra cổng chuyển hết đây à. Chỉ có hai cổng Type-C này thôi. Cho nên là nhưng mà máy của chị thì có nhiều cổng hơn đấy. Máy của chị có 3-2 cổng USB. Các bạn mua MacBook Pro mới thì phải chấp nhận bỏ ra một khoản tiền không mấy là dễ chịu đâu, cũng phải tầm 1-2 triệu để mua các cổng chuyển đổi đấy. Thực ra mấy cái cổng chuyển đổi mình chủ yếu dùng với sinh viên ấy, thì mình chỉ cần HDMI, VGA và USB thế thôi. Hiện tại thì Mac One đang bán những cái cổng chuyển ra máy chiếu cho các bạn sinh viên thì giá sẽ dao động từ tầm 500.000 đến 900.000 mà thôi. Các bạn đừng quên nhé, khi mà mình sở hữu máy của Mac One thì chúng ta sẽ được có một cái quyền lợi rất là lớn. Tất cả những phụ kiện mà Mac One kinh doanh các bạn đều được giảm giá 10% nhé. Còn một cái đặc biệt, cực kỳ đặc biệt mà chị từ khi dùng Mac chị phát hiện ra nhá. Từ khi dùng Mac chị không biết chuột là gì luôn. Và mang lên lớp ấy, cảm giác kiểu oai. Xong rồi kiểu đây này, tại vì cái trackpad của nó ấy, chị có vút thôi đúng không? Chị cần dùng trackpad thôi, mà dùng 2 hay 3 hay 4 ngón tay như thế nào đó là do mình set trong phần cài đặt ấy. Thì chị dùng cái này ấy, rất là ok vì cái phần trackpad này của nó rất là mượt nhá. Apple thì đã tối ưu rất tốt cho những cái dòng MacBook của mình khi mà sử dụng trackpad. Chị mà lên đời của em nhá, trackpad của em còn làm bằng kính này, chị nhấn này. Nó còn rung lên chứ không phải lún xuống như của chị đâu. Đúng rồi, trackpad của chị nó lún xuống. Cái này rung lên đúng không? Đó, cho nên là những thao tác trên trackpad này rất là tiện. Các bạn có thể thao tác, có thể là bôi đen bằng 3 ngón tay, chuyển các tab hoặc là bằng 4 ngón tay, nên là rất là tiện. Chúng ta không phải dùng thêm chuột các bạn nhé. Thực ra những cái đó là do mình tự cài đặt thôi đúng không? Đúng rồi, mình tự cài đặt, mình tự setup được.
Thì tóm lại là bây giờ có hai luồng sinh viên nhá, các bạn ý chỉ có nhu cầu như chị thôi, hoặc là những bạn khác ấy thì các bạn ấy có nhu cầu cao hơn một chút về nghệ thuật, về clip, về ảnh thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào? Em có thể giới thiệu cho các bạn ấy luôn. Mình sẽ chia các bạn ra thành hai đối tượng khách hàng khác nhau nhé. Đầu tiên ấy thì các bạn là khối xã hội, ví dụ như các bạn học sư phạm như chị Tâm này, báo chí này, luật này, ngôn ngữ hay là văn hóa, thì chúng ta chỉ cần một chiếc MacBook Air là đủ rồi. Chúng ta vừa có thể làm những cái thao tác văn phòng, vừa có thể Photoshop ảnh nhẹ nhàng. Còn những cái bạn mà thứ hai, đối tượng thứ hai là về bên lập trình hay đồ họa, các bạn cần phải thiết kế một số cái video ảnh hay là lập trình code của các bạn đó, thì các bạn có thể tham khảo sang MacBook Pro nhé. Điều vô cùng đặc biệt đó chính là nếu các bạn là sinh viên thì các bạn hãy đến ngay với Mark One trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 để được hưởng những ưu đãi dành riêng cho các bạn nhé. Thế thì khi đi thì có mang theo giấy tờ gì để chứng minh mình là sinh viên? Khi mà đi thì các bạn mang theo thẻ sinh viên, hoặc là nếu những bạn nào mà vừa đỗ đại học xong chưa có thẻ sinh viên thì các bạn có thể mang cái giấy báo nhập học đến, họ vẫn có thể công nhận và áp dụng những cái chương trình Back to School đó cho các bạn. Thế thì ngoài giảm giá máy ra thì mình có thêm quà tặng gì cho các bạn sinh viên chị? Theo như chị được biết ý, thì chương trình Back to School ngoài giảm giá 200.000 vào giá máy trực tiếp thì sẽ còn được tặng thêm túi chống sốc này, USB này, hoặc là cáp chuyển đổi ấy. Mày thế cái đồ em mua ấy không được tặng cáp, phải mua cái cáp chuyển đổi khá là khác. Thực ra cái cáp đấy rất là quan trọng nhá. Với sinh viên bọn mình ấy thì cái cáp chuyển đổi ấy khá là quan trọng với cái máy của em ấy. Các bạn ạ, còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy đến ngay Mark One để sở hữu cho mình một chiếc MacBook ưng ý nhất nhá. Vậy là chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, chương trình Back to School của Mark One này sẽ kết thúc. Vì thế nên các bạn hãy nhanh chân đến với Mark One trong khoảng thời gian tới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.